Như vậy là theo thông tin mới nhất thì bé trai TGP đã qua đời. Thì có thể là các bạn đã nghe những cái thông tin trên mạng xã hội cũng như là trên báo đài về việc là một bé trai đang học bài, laptop của em đã phát nổ và em phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương từ vùng ngực trở lên. Nhập viện khoảng 5 ngày đến ngày 11 tháng 3 thì em vẫn gặp tình trạng là tụ máu não và bị hôn mê và gia đình đã đưa em về do em quá yếu và em cũng đã chút hơi thở cuối cùng của mình vào ngày 13 tháng 3 vừa rồi tại nhà riêng ở Hải Dương. Trước hết thì mình muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình em TGP và mình thực sự không muốn bất cứ một trường hợp thương tâm tương tự như thế này xảy ra nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi và mình không muốn nhắc lại những câu chuyện như thế nữa. Tuy nhiên sau khi vụ việc này xảy ra, với những cái tít bài ở trên trang mạng xã hội cũng như là báo chí, trang tin về việc là vừa sạc vừa dùng có thể gây nổ laptop hoặc là sử dụng những cái viên pin cũ, chiếc laptop cũ có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng thì rất nhiều người đang lo ngại rằng cái laptop cũ của mình đang vừa sạc vừa dùng này cái laptop cũ của mình có viên pin rất là cũ này có thể phát nổ và mình có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng bởi vì việc sử dụng laptop với tất cả những kiến thức của mình thì mình có thể tạm thời chấn an các bạn rằng các bạn không cần phải lo ngại về cái việc là cái laptop các bạn đang dùng có thể một ngày nào đó tự nhiên phát nổ bùng lên và sau đó ảnh hưởng đến tính mạng của các bạn như bé tgp bởi vì những lý do sau đây thứ nhất nhiều người cho rằng là bé trai này dùng laptop để học bài lúc vừa sạc vừa dùng thì thực tế là đa phần các laptop Windows kể cả những chiếc máy từ khoảng chục năm trước đây rồi đã có tính năng là bypass charging. Với tính năng này thì điện sẽ chạy thẳng vào nguồn chứ không chạy thẳng vào viên pin để có thể tiết kiệm pin hơn trong quá trình sử dụng cũng như là nâng cao tuổi thọ về pin. Vậy nên cái trường hợp là vừa sạc vừa dùng dẫn đến cái tình trạng là pin bị phát nổ, máy tính bị phát nổ là rất khó có thể xảy ra. Thứ hai, kể cả trong trường hợp nguồn của laptop pin của laptop có gặp hiện tượng cháy nổ thì cũng rất khó để có thể gây ra một vụ nổ có sức công phá lớn đến mức là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng chỉ từ cái laptop đó thôi nhá. Mình có tham khảo nhiều những anh thợ thì dù cho là những cái cell pin cũ hay kể cả những cái cell pin đời mới pin lithium polymer thì dù cho có bị cháy nổ thì cái mức sát thương nó cũng không thể cao đến mức là ảnh hưởng đến tính mạng. Thứ ba là vụ việc thương tâm của bé TGP, gia đình cũng như bệnh viện cũng chỉ có đưa thông tin liên quan đến việc là laptop phát nổ thôi chứ hoàn toàn chưa có những thông tin bên lề là bé trai đang sử dụng laptop ở đâu đang sử dụng chiếc laptop của mình xung quanh những vật thể dễ cháy nổ như thế nào đây là những thông tin không chính thức nha không phải là do gia đình hay là bệnh viện đưa tin mà là do những cái comment ở trên mạng mình đưa vào đọc lên cho các bạn để chúng ta tham khảo mà thôi và nó có thể ảnh hưởng đến uy tín của gia đình cũng như là bệnh viện bắt đầu phần thông tin không chính thức nhiều bình luận phỏng đoán rằng vấn đề cháy nổ này là do có trường hợp đang sử dụng laptop đồng thời đang nghiên cứu sử dụng chế tạo pháo và bởi một vài tai nạn trong quá trình chế tạo pháo sử dụng thuốc nổ nên đã gây ra cháy nổ và kéo theo là chiếc laptop cũng nổ theo mình không muốn đưa cái phần thông tin này vào để đổ lỗi cho nạn nhân hay gì hết nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái góc nhìn nó khách quan hơn là có thể chúng ta đã bỏ qua trường hợp là cái môi trường mà bé trai sử dụng chiếc laptop này xung quanh môi trường đó có rất nhiều những cái vật dụng dễ gây cháy nổ và những cái vật dụng đó gây cháy nổ kéo theo chiếc laptop cũng nổ theo hoặc là ngược lại và bởi vậy bài học rút ra ở đây là gì các bạn không cần quá lo sợ về việc là mình đang sử dụng những chiếc laptop cũ một ngày nào đó là nó có thể nổ bùng lên và ảnh hưởng đến tính mạng của các bạn thứ hai nếu như các bạn có sử dụng laptop cũ á thì tốt nhất là chúng ta hãy sử dụng ở những cái không gian cực kỳ thoáng đãng, ít những vật dụng cháy nổ xung quanh. Bởi vì dù sao thì các thiết bị công nghệ cũng là những thiết bị có nguy cơ gây ra cháy. Chúng ta vẫn nên bảo vệ bản thân mình trước, bởi vì dù cho cái tỷ lệ phần trăm cháy nổ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng có thể là nó không quá cao, tuy nhiên nó vẫn có tỷ lệ nha. Và bởi vậy chúng ta thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng laptop của mình, cũng như là không bao giờ sử dụng những cái bộ sạc không đúng nguồn gốc.